Thưa quý vị, liên quan vụ việc cô gái 25 tuổi mất liên lạc với gia đình những ngày giáp Tết gây rúng động dư luận những ngày qua. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2024, nhiều phần thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong khu công nghệ cao ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính nạn nhân thông qua kết quả xét nghiệm ADN được xác định là cô gái quê tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, mất tích từ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết Nguyên đán. Công an cũng bắt giữ nghi phạm trong vụ việc. Đến tối 13 tháng 2, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu tranh lấy lời khai của nghi phạm là người đàn ông 26 tuổi để điều tra làm rõ vụ việc. Theo nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên, nghi phạm 26 tuổi đã ra tay sát hại nạn nhân rồi sau đó phân xác nạn nhân thành nhiều phần, phi tang tại một số đoạn đường vắng trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thủ Đức, cách hiện trường gây án khoảng 4 km. Người này bị công an bắt giữ khi đang ở tại nhà bạn gái tại một tỉnh miền Trung. Bước đầu, người đàn ông khai nhận hành vi gây án. Theo đó, người này sống cùng dãy nhà trọ với nạn nhân trên đường Quang Trung tại khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và có tình cảm với chị này, nhưng nạn nhân đã có người yêu và sống cùng người yêu. Ngày 8 tháng 2, thời điểm dãy trọ vắng vẻ, khi thấy nạn nhân chuẩn bị về quê ăn Tết, nên người đàn ông nảy sinh ý định hãm hiếp nạn nhân. Người đàn ông giả vờ nhờ nạn nhân qua phòng khiêng giúp đồ đạc. Khi cô gái sang phòng trọ, nghi phạm đã làm chị này ngất rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, nghi phạm cướp một số tài sản của nạn nhân. Để che giấu hành vi của mình, nghi phạm đã giết, phân xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào bịch rồi mang đi phi tang tại một số đoạn đường vắng trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh ở thành phố Thủ Đức. Sau khi gây án, nghi phạm bình tĩnh về quê bạn gái tại một tỉnh ở miền Trung ăn Tết. Thưa quý vị, trước đó, vào ngày 11 tháng 2 năm 2024, thông qua báo Thanh Niên, người nhà nạn nhân liên hệ đăng tin tìm người thân. Cha mẹ khóc hết nước mắt vì con gái mất tích trước ngày về quê ăn Tết. Theo đó, nạn nhân là cô gái 25 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai, làm việc tại một công ty trên địa bàn phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức và ở trọ trên đường Quang Trung, cũng thuộc phường Tăng Nhân Phú B cùng người yêu. Người yêu chị này đã về quê ở tỉnh Phú Yên cách đây khoảng một tháng. Đây là hình ảnh nạn nhân trước khi bị giết do camera ghi lại. Theo đó, vào hôm 8 tháng 2, tức 29 Tết, sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, nạn nhân nhắn tin báo với người thân là đang về quê nhà ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Tuy nhiên, cha mẹ nạn nhân chờ mãi không thấy con gái về đến nhà, dù quãng đường chỉ khoảng 100 km. Nạn nhân sau đó cũng mất liên lạc với gia đình. Trưa 30 Tết, gia đình nạn nhân lên phòng trọ của chị này ở thành phố Thủ Đức. Theo chia sẻ từ phía gia đình, căn phòng nạn nhân thời điểm đó không có sự xáo trộn. Chiếc xe máy vẫn đậu bên trong, trên xe còn treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà nạn nhân thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Gia đình sau đó đã trình báo vụ việc đến công an phường Tăng Nhân Phú B và thuê phòng trọ gần khu vực để nghe ngóng tin tức về chị này. Các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Thủ Đức sau đó đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Theo cơ quan chức năng, thông qua hình ảnh camera an ninh đặt tại đầu cổng dãy trọ cho thấy, sau khi đi làm về, chị này chưa từng rời khỏi dãy trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người đàn ông 26 tuổi cùng dãy trọ có liên quan vụ việc nên cử đơn vị lần theo dấu vết bắt giữ người này. Thưa quý vị, tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội. Các phần thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy tại một số đoạn đường vắng ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 13 tháng 2, tức là sau 6 ngày mất tích. Hiện vụ giết người phân xác đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới liên quan trong các bản tin sau. Kính mời quý vị chú ý theo dõi.